Hello anh em. Do 3 tập tiếp theo của World of Warcraft khai cách nói với nhau nên mình cần thời gian để chuẩn bị kỹ. Vậy nên trong lúc chờ đợi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về nguồn gốc các lá bài Legend trong Hearthstone nhé. Chắc nhiều anh em cũng biết Hearthstone và World of Warcraft cũng khá liên kết với nhau mà. Những video về Hearthstone sẽ đào sâu vào từng anh hùng hay tướng quỷ, kể cả vũ khí nổi tiếng của cả hai tựa game. Nên hy vọng sẽ được anh em ủng hộ nhé. Giờ thì hãy bật phụ đề lên và cùng Maximum bắt đầu nào. Hôm nay chúng ta sẽ nói về HK, kẻ tước đoạt linh hồn. Sau khi cuộc chiến giữa các Titan và ổ voi kết thúc, Azeroth bước sang một thời kỳ mới. Suối nguồn vĩnh cửu thúc đẩy vòng xoay của sự sinh trưởng. Không lâu sau, những sinh vật có trí khôn bắt đầu tiến hóa lên từ những dạng sống nguyên thủy ban đầu. Trong những chủng loài đầu tiên thì đông đảo nhất là loài Troll, một chủng tộc hoang dã phát triển thịnh vượng trong những cánh rừng ở Azeroth. Dù nhỏ nhắn nhưng họ có tốc độ và sức khỏe phi thường. Tất cả loài Troll đều có chung một tôn giáo xoay quanh những quầy god ở Kalimdor. Nhưng tính hiếu kỳ của loài Troll đã dẫn họ tới tai họa. Một nhóm Troll đã tìm ra một cái taxi may mắn sống sót sau trận chiến với Keeper Tyr và giúp hắn thoát khỏi giấc ngủ dài. Nhưng trong cái rủi có cái xui. Khi mà gã Caraxi có tên Kitix này lại là một trong những chỉ huy của Đế Chế Đen. Sau cuộc chiến với các Titan, một số Aki vẫn còn sống sót nhờ việc trốn vào các hang động và đường hầm dưới mặt đất. Kitix đã tập hợp bè Aki lại để tiến hành chiến tranh với loài Troll. Khi lũ Aki xâm lấn đến sát dị núi Zanala, những cư dân Zanarari bắt đầu hành động. Các bộ lạc Troll riêng lẻ liên kết lại với nhau thành một đội quân hùng mạnh duy nhất, thứ mà họ gọi là Đế Chế Zul. Thành viên của liên minh mới thành lập này gạt bỏ mọi khác biệt sang một bên và cùng nhau tiêu diệt loài Aki. Sau nhiều thế kỷ chiến đấu không ngừng nghỉ, loài Troll đã đập tan được đế chế Aki. Về sau, dù vẫn còn và giao tranh nhỏ lẻ, nhưng loài Troll đã có thể tự hào tuyên bố mình chiến thắng. Chiến tranh chấm dứt, liên minh cũng không còn ý nghĩa tồn tại. Các bộ tộc Troll dần trở nên xa cách và ai về nhà nấy. 1500 năm trước sự kiện cánh cổng bóng tối, ở cực nam của các vương quốc miền đông, loài Troll rừng rậm Rurubasi đang héo mòn vì nghèo đói. Họ không phục hồi lại nổi bởi ảnh hưởng từ sự chia cắt lục địa, hậu quả từ cuộc nội chiến của tộc Nael. Nhiều khu vực săn bắn và trồng trọt đã vĩnh viễn biến mất. Dẫn đến nạn đói xảy ra triền miên với đế chế từng vô cùng hùng mạnh này. Trong sự tuyệt vọng nhằm tìm lại vinh quang xưa kia, bộ lạc Rurubasi tại thung lũng Stringlethorn cầu xin những linh hồn Loa mạnh mẽ và loài Troll tôn thờ. Nhưng họ không ngờ rằng đây lại là một pha xử lý đi vào lòng đất. Một trong các Loa hùng mạnh đã trả lời họ, đó là HK The Soul Flayer, kẻ tước linh hồn, Loa của máu. Linh hồn xấu xa này hứa sẽ giúp bộ lạc Rurubasi mở rộng bờ cõi đế chế khắp nửa dưới các vương quốc miền đông. Và đổi lại, hắn yêu cầu một lượng lớn vật tế sống. Vì là những Troll Rurubasi nào nguyện trung thành với HK được gọi là các Hakari. Họ đánh bại hoàn toàn bầy non và các nhóm Morlock gần đó, kể cả những Troll khác dám đối đầu với HK. Những tù nhân bị nhóm Hakari bắt được, chỉ ước gì họ chết luôn trong trận chiến. Bởi vì linh hồn của HK sẽ hấp thụ máu của các tù nhân đó trong suốt nhiều năm trời. Dưới sự kiểm soát của các Hakari, bộ lạc Rurubasi dần đạt được tất cả những gì họ muốn. Họ chinh phạt thành công những dải đất lớn và cả nhiều hòn đảo nằm gần bờ biển phía nam. Loài Troll Zanarari theo dõi những chiến tích đó từ xa. Ban đầu, họ rất hài lòng khi bộ lạc Rurubasi quay trở lại với việc chinh phạt và truyền thống cúng bái. Nhưng dần dần, các Zanarari nhận ra cơn khát máu của HK sẽ không bao giờ thỏa mãn. Họ biết gã ma quỷ giả danh thánh thần này sẽ không chỉ đem diệt vong đến cho loài Troll, mà còn cho cả thế giới. Các Troll Zanarari liên tập hợp quân đội và dòng bườm tới các vương quốc miền đông. Tại đó, họ gặp một số Rurubasi cùng bất đồng quan điểm với các Hakari, nhưng không dám đứng lên chống lại. Từ các chỗ đó, quân Zanarari biết được rằng một nhóm tư tế cuồng tín của HK gọi là Atalai đang cố triệu hồi linh hồn của tên Loa đó thành cờ thể sống. Việc này sẽ đánh thức sức mạnh thực sự đầy kinh hoàng của hắn và hủy diệt cả chủng tộc Troll. Sợ hãi trước kế hoạch điên rồ của Atalai, quân Zanarari tấn công thủ phủ xương Rurup của bộ lạc Rurubasi. Nhưng trận chiến diễn ra khắp những khu đền mọc đầy dây leo của thành phố cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng, trong ngôi đền mã của HK, quân Zanarari đánh bại hắn và hầu hết đám đại chân điên loạn. Mặc dù chiến thắng, quân Zanarari và đồng minh còn cảnh giác trước bất cứ dấu hiệu quay trở lại nào của HK. Bởi vì tên Loa không thật sự chết, linh hồn của hắn chỉ bị trục xuất khỏi thế giới vật chất. Giống như những gì chúng ta đã thấy với các vị giả thần như Cenarius, khi quân Orc dưới ông ta trong bùa Rappa.
họ đã không thực sự giết ông, mà chỉ giết được thể xác của Cenarius. Còn linh hồn của ông thì trở về giấc mộng lục bảo, Emerald Dream. Một số tử tế Atalai cuồng tính đã trốn vào khu rừng rậm bao quanh Sundurup. Chúng định cư tại đầm lầy đau khổ, phía bắc thủ phủ Rurubasi, ngay giữa khu đầm lầy hoang dã này. Chúng bí mật xây dựng một ngôi đền lớn cho tên Loa khát máu của chúng, đền Atan Hakka. Sâu trong ngôi đền, các Atalai tiếp tục thờ cúng Hakka. Chúng thực hiện những nghi thức ghê tởm, hy vọng sẽ là chiêu hồi được tên Loa về thế giới thật. Nguồn ma thuật hắc ám từ ngôi đền gây ô uế cho cả những loài động thực vật xung quanh. Dần dần, nó thu hút sự chú ý của lục long Isera khi biết được kế hoạch của Atalai là chịu hồi Hakka. Isera giải phóng sức mạnh xuống ngôi đền và những cư dân trong đó, đòi tấn công của vị thần long đại diện, làm đổ sập những bức tường của ngôi đền và thổi bay nền móng của nó. Ngôi đền to lớn bắt đầu chìm xuống dưới mặt đất khi đống bùn đen của đầm lầy nuốt trọn ngôi đền. Các Atalai hoảng sợ từ bỏ nghi thức của mình và chạy tán mát khắp nơi. Dù cho Isera đã ngăn cản sự trở lại của Hakka, ta biết rằng một ngày nào đó các Atalai sẽ lại cố chiêu hồi tên Loa. Bởi vậy, bà lệnh cho một số cái lục long của bà canh chân ngôi đền đổ nát và đổi tên ngôi đền thành Sinken và đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ được sử dụng nữa. Nhưng lẽ ra, Isera nên phá hủy ngôi đền thay vì canh gác nó. Khoảng một ngày năm sau, tức là vào thời gian bắt đầu của Warcraft, những lục long canh gác ngôi đền dần bị tác động bởi ác mộng lục bảo. Cái ác mộng này là gì? Mình giải thích ở tập khác nhé. Hậu duệ của lũ chó Atalai đã quay về ngôi đền chìm. Chúng nhận ra lũ rồng vệ binh đang bị mất phương hướng và dễ bị đả thương. Cả ác mộng và lũ chó đã khiến bầy rồng phát điên và bị tha hóa. Khi đã kiểm soát được ngôi đền, bộ lạc Atalai lại bắt đầu những nghi thức khủng khiếp để triệu hồi Hakka. Tộc Zandari sững sờ khi biết việc lũ khùng này lại chơi ngu. Họ vốn tự xem mình là thủ lĩnh tinh thần và là người bảo hộ cho tất cả tộc chó trên toàn Azeroth. Họ tin rằng sự trở lại của Loa máu sẽ dẫn tới một thời kỳ đen tối cho cả dân tộc. Bộ lạc Sandari rất mừng khi nghe tin bộ lạc Atalai đã bị đánh bại tại ngôi đền Sinken. Nhưng giờ đây, nơi kinh hoàng đó đang tái hiện, lũ Atalai đã âm thầm đột nhập Sundurup, khu đô của loài trâu Rurubasi, và tha hóa tâm trí của nhiều tử tế trong bộ tộc. Cùng với nhau, chúng tiếp tục những nghi thức rùng rợn để đem Hakka tới thế giới. Tuy không phải tất cả trâu trong vùng đều rơi vào tầm ảnh hưởng của bộ lạc Atalai, một số đã tiến hành phản công để tái chiếm lại Sundurup, nhưng đều kết thúc trong thất bại. Một số trâu hùng mạnh đã dũng cảm xông vào thủ phủ, nhưng họ không bao giờ quay trở ra. Thay vào đó, bộ lạc Atalai đã bắt và nô dịch họ. Lũ Atalai và thủ lĩnh của chúng là Jindo Daexer, kẻ bỏ bùa, đang dần mạnh lên theo từng ngày. Các Zandari biết rằng họ không đủ sức để quét sạch chúng khỏi Sundurup. Họ gửi tin tới cho các trâu gió đen rằng đại tộc cần phải hành động ngay lập tức. Nếu bọn Atalai hoàn thành việc triệu hồi Hakka, cả thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Thorin cử một đội quân lớn để xử lý mối đe dọa này. Trận chiến tại Sundurup đầy máu và tàn bạo. Đại tộc xông vào Sundurup, chọc xuyên qua hàng ngũ Atalai và những tay sai bị nô dịch của chúng. Nhưng dù cho họ đã giết được Jindo kẻ bỏ bùa, thì cũng đã quá muộn để ngăn Hakka tới thế giới này. Loa máu hiện thân với quyền năng của cái chết và sự điên rồ. Hắn đầu độc dòng máu của một số dũng sĩ đại tộc và cố khiến suy nghĩ của họ trở nên điên dại hoàn toàn. Nhưng chính sức mạnh của Hakka đã tiêu diệt hắn. Trong tuyệt vọng, tất cả đội quân của đại tộc để cho chính mình bị đầu độc. Và rồi, họ để cho gã Loa hấp thụ dòng máu bị tha hóa đó. Trong tình trạng điên cuồng, Hakka chẳng mấy chú ý đến chiến thuật của những kẻ thù nhỏ nhoi đến mức vô hại đó. Hắn chỉ tập trung đến việc hấp thụ máu càng nhiều càng tốt. Hakka nuốt chửng từng con mồi. Không ai biết rằng chất độc đang chèn vào huyết mạch của hắn cho tới khi quá muộn. Loa máu ngã xuống bởi chính thứ máu bẩn mà hắn tạo ra. Mang ngộ độc thực phẩm đầu tiên của World of Warcraft. Những người sống sót loạn choạng rời khỏi thành phố Sundurup. Nhưng cuộc vui chỉ mới bắt đầu. Vào khoảng tháng 9 năm 2005, chiêu máu độc Corrupted Blood của Hakka đã tạo ra lỗi game. Máu độc có khả năng gây ra khoảng 250-300 sát thương mỗi giây và không thể bị xóa bỏ. Khi đánh với Hakka, người chơi có thể bị nhiễm. Nhưng khi thoát khỏi phụ bản thì hiệu ứng rút máu sẽ bị mất. Và rồi, lỗi xuất hiện. Pet của người chơi lớp nhân vật Warlock và Hunter vẫn bị nhiễm máu độc kể cả khi chúng được thu hồi. Thói quen của người chơi World of Warcraft là đánh xong boss thì dùng Hearthstone bay về thành để tiếp tục đi nơi khác. Khi các Hunter và Warlock có Pet bị nhiễm máu độc về thành, đứng giữa đám đông, họ triệu hồi Pet ra và thế là cuộc vui bắt đầu. Máu độc nhanh chóng lây sang những người chơi đứng gần đó. Những tăng cơ châu chó như Warrior hay Paladin thì mất máu từ từ cho đến khi chết. Nhưng còn những chú gà con lên vào tháp thì sao? Hát bay xuống này còn không về thôi bu em ạ.
Ainfor và Orima là hai nơi bị nhiễm đầu tiên khi các F0, tức là người chơi cấp cao trở về. Chỉ trong vòng 1 giờ, hóa độc đã lây nhiễm hết cả hai tòa thành, để lại những bộ xương trắng nằm xếp lớp lên nhau ở khắp nơi, y như trong phim kinh dị. Điều nguy hiểm nhất là sau khi chết, bạn phải đi lại chỗ xác của mình để nhận xác. Nhưng trong tình hình như vậy thì có cho vàng cũng chẳng ai dám lại gần thành phố đó. Đại dịch này đã làm ảnh hưởng toàn bộ thế giới World of Warcraft, khi mà chính bản thân Blizzard cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người chơi thì hoảng loạn và bắt đầu chạy khỏi các thành phố lớn, đi tới những nơi vắng người nhằm chống tránh dịch bệnh. Nó tạo ra một khung cảnh y hệt như ngoài đời thật khi có đại dịch xảy ra. Một số người chơi tự nguyện hồi máu cho đồng đội. Các nhân vật level thấp không giúp được gì thì làm miễn chỉ đường cho mọi người. Và tất nhiên, sau đó là vài thằng khốn nạn đã rất hào hứng đi truyền bệnh cho người khác. Trong lúc chờ tìm ra cách giải quyết, Blister đã làm động thái y chang ngành y tế hiện đại. Đó là đề nghị những ai đang mang mầm bệnh cách ly khỏi cộng đồng. Nhưng một lần nữa, mọi chuyện lại diễn ra giống như đời thật. Rất nhiều người chơi không quan tâm tới dịch bệnh này, và một số khác còn thấy thích thú, thậm chí để qua mặt các biện pháp an ninh. Một số ông nội đã nghĩ ra cho tự mình nhiễm bệnh rồi truyền cho bé, sau đó thu hồi nó để giữ dịch bệnh nhằm mang ra chỗ khác phá hoại. Với việc đã có hàng triệu người chơi bị ảnh hưởng bởi máu độc, cũng như không biết làm cách nào để ngăn chặn thảm họa này, Blizzard đã thực hiện biện pháp cuối cùng là reset server. Đại dịch máu độc vậy là kết thúc vào ngày 8 tháng 10 năm 2005, khi các lỗi game khiến hiệu ứng xấu vẫn tồn tại trên bếp bị sửa. Không còn nguồn bệnh thì cũng chẳng còn thảm họa nữa. Sự kiện này nổi tiếng tới mức nó trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghiên cứu về đại dịch và cách con người phản ứng trong đời thật. Cánh nhà báo cho rằng bản thân một tựa game online như World of Warcraft cũng chính là thế giới thu nhỏ. Người chơi sẽ thể hiện một phần bản năng của họ ở thế giới thật nếu có chuyện gì thực sự xấu xảy ra. Bản thân máu độc cũng có rất nhiều điểm giống với dịch corona hiện nay. Đó là lây nhiễm từ động vật sang người, rồi từ người sang người, cũng như các triệu chứng khó nhận biết. Trong trường hợp của World of Warcraft thì các F1 là NPC. Hơn nữa, nó cũng thể hiện cách con người phản ứng như thế nào, như việc rời bỏ các thành phố lớn, cách ly các vùng bệnh trong khi chờ các cơ quan có chuyên môn tìm cách giải quyết. Thậm chí, Đại học Yale còn làm một nghiên cứu nhỏ về vũ khí sinh học, cho thấy bọn khủng bố thực sự có thể qua mặt hệ thống an ninh nhờ vào sự chủ quan của mọi người. Nếu anh em cảm thấy thích thú với video này thì hãy cho Maximum biết bằng cách comment nhé. Đừng quên like và subscribe để xem video sau sớm nhất. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.